Quý vị đang theo dõi chương trình phóng sự cộng đồng của hệ thống Đài Việt TV Network tại thành phố Houston, tiểu bang Texas, và sau đây là những hình ảnh trong chương trình văn nghệ hát cho đồng bào tôi với chủ đề Cảm ơn đời, cảm ơn người do Việt Nam Canh tân Cách mạng Đảng tổ chức tại Little Sài Gòn Plaza, Houston. Và sau đây là những hình ảnh do nhóm phóng viên của chúng tôi ghi nhận. Xin thay mặt cho ban tổ chức buổi cơm gây quỹ ngày hôm nay, xin hân hoan gửi lời chào đón trân trọng nhất đến quý vị. Chúc toàn thể quý vị thưởng thức một buổi tiệc văn nghệ rất đặc biệt và một buổi sinh hoạt đầy ý nghĩa. Kính thưa quý vị, bữa cơm gây quỹ ngày hôm nay giúp cho những tù nhân lương tâm mà họ đã với cái sự là hy sinh của họ rất là nhiều trong những năm qua để đòi cho sự nhân quyền. Chương trình hôm nay gồm có là chào cờ, sau đó là có sự chia sẻ của ông Lý Thái Hùng là chủ tịch Việt Nam Canh tân Cách mạng Đảng đã tới đây tham dự từ California. Ngoài ra thì cũng có ông Ngô Trọng Đức cũng từ San Jose và có ông Nguyễn Thanh Tâm từ Washington DC. Và chương trình hôm nay cái chủ đề là cảm ơn đời, cảm ơn người. Và với cái chủ đề này thì cũng như là quý vị đã biết, ngày Thanksgiving sắp tới, đó là cảm ơn Thượng Đế đã cho chúng ta một cuộc sống an lành nơi xứ lạ quê người. Với sự tham dự đông đảo của quý vị để thể hiện sự quan tâm gửi đến cho đồng bào của chúng ta là chúng ta luôn luôn thương nhớ họ dù đã xa ngàn dặm. Kính chúc toàn thể quý vị thưởng thức một buổi văn nghệ rất đặc biệt và một buổi sinh hoạt đầy ý nghĩa. Hôm nay quý vị phải bỏ một số những việc bên ngoài đến cùng với chúng tôi để rồi tham dự buổi văn nghệ này để gây quỹ, để ủng hộ những người trong nước. Tôi muốn chia sẻ với quý vị là những cái khoản tiền nho nhỏ mà quý vị đóng góp trong nhiều năm vừa qua mà anh em ban phở đến nhà quý vị hay là mua vé số này kia, thì chúng tôi đã dùng những số tiền đó đã giúp cho những người dân ở trong nước. Và hôm nay chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị ba cái nỗ lực mà từ đồng tiền của quý vị đã giúp trong nước. Đầu tiên là giúp cho những gia đình cựu tù nhân lương tâm ở trong nước. Họ ở tù, cột trụ gia đình coi như là vỡ, con cái gia đình bị cô lập kinh tế. Chính cái đồng tiền quý vị đã giúp để thăm nuôi những người đang ở trong tù, cũng như giúp con cái họ vượt qua một số những khó khăn khi bị cô lập kinh tế. Cái đồng tiền giúp quý vị hỗ trợ chúng tôi để giúp cho những bà con dân oan để khiếu kiện khi mà ruộng đất của họ bị mất. Và sau cùng, trong cơn đại dịch vừa qua đó, chúng tôi đã nỗ lực giúp cho những bà con nghèo, những người lao động thất nghiệp vì đại dịch Covid mà không có cơm ăn, không có việc làm. Chúng tôi đã phát hơn 250.000 khẩu trang ở 20 thành phố. Chúng tôi đã phân phối gạo, lương thực, thuốc men cho rất nhiều đồng bào nghèo khó ở tại Sài Gòn, cũng nhiều nơi ở tại Vinh, tại thành phố Đà Nẵng, vân vân. Và tất cả những phương tiện đó đó, thưa quý vị, đó là từ sự đóng góp của quý vị. Cho nên hôm nay chỉ còn vài ngày nữa chúng ta sẽ đón mùa tạ ơn tại Hoa Kỳ. Chúng tôi xin được thay mặt Đảng Việt Tân cảm ơn những sự đóng góp của quý vị. Và chúng tôi cũng mong rằng quý vị tiếp tục hỗ trợ cho chúng tôi như là một chỗ dựa vững chắc để chúng tôi có thể tiến hành những nỗ lực đấu tranh quang phục quê hương giống như cái ước mơ của tướng Hoàng Cơ Minh cách đây 37 năm đã xây dựng ở Đảng Việt Tân, đó là làm sao chấm dứt độc tài để Canh tân Việt Nam. Đảm nhận cái vị trí chủ tịch đó, thì đương nhiên nó cũng là một cái nỗ lực để tôi ở cái vị trí vừa cái là lo vấn đề nội bộ trong quá khứ và vì hiện nay đóng cái vai trò lãnh đạo. Cho nên trong cái giai đoạn hiện tại bây giờ thì đương nhiên tôi sẽ phải có dành nhiều thời giờ hơn để điều hướng đảng, một số những cái hoạt động để hướng ra bên ngoài cũng như là làm sao tiến hành một số những cái nỗ lực đấu tranh nó có những kết quả cụ thể trong 3 năm trước mặt và trong cái nhiệm kỳ của tôi. Thì với cái tình hình đấu tranh ngày hôm nay quả thật là chúng ta thấy rằng là Cộng sản Việt Nam họ có nhiều cái thuận lợi, cho nên ở cái tư thế rất là mạnh. Ví dụ như là họ đu dây giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, nền kinh tế phát triển nhờ đầu tư ngoại quốc và họ cũng thắng tăng đàn áp những phong trào dân chủ. Phải nói rằng là họ có những ưu điểm như vậy. Nhưng mà chính những cái ưu điểm mà họ có đó, đó thì nó lại tiềm tàng một số những nguy cơ là trong sự xung đột giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc.
tôi nghĩ họ không thể nào tiếp tục đu dây mà họ phải chọn lựa giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc trong những thời gian ngắn tới đây. Cho nên tôi nghĩ đây là cái lúc mà có thể đã tạo ra những khủng hoảng chính trị trong chính nội bộ Cộng sản Việt Nam, và đó là cái cơ hội của người Việt Nam chúng ta phải khai thác. Còn cái vấn đề mà đầu tư ngoại quốc, đương nhiên cái nền kinh tế Việt Nam phát triển đó nhưng mà dựa vào cái đầu tư của những công ty ngoại quốc, không phải là những đầu tư của người Việt Nam. Rõ ràng cho thấy là bà Trương Mỹ Lan đó thành công ở tại Việt Nam là nhờ vào những cái số tiền từ Trung Cộng, từ bên ngoài, chứ không phải là thực tế của bên trong. Thì khi mà Cộng sản Việt Nam có những sự kiểm soát, sự tranh chấp như vậy thì chắc chắn nó là những sự khủng hoảng trong nội bộ, và đấy là cơ hội để đấu đá nó sẽ gia tăng hơn. Và cái thứ ba là cái sự đàn áp khủng bố Cộng sản Việt Nam đó, nó càng gia tăng thì cái sức bật, cái sự phản kháng và sự coi như là bất mãn của người dân nó sẽ gia tăng khi nó có cơ hội. Cho nên trong cái nhìn của chúng tôi đó, thì mặc dù Cộng sản Việt Nam họ có những cái ưu điểm, có những cái lợi, nhưng mà ngược lại phía bên đấu tranh, phía bên tình hình đó, nó có những thuận lợi mà chúng ta phải khai thác. Từ trên sân khấu chúng tôi nhìn xuống trong màn tâm tình của ông, chúng tôi nhận thấy sự đăm chiêu suy nghĩ của nhiều quý vị đã hằn trên khuôn mặt. Ngày hôm nay qua bài nói chuyện của ông Lý Thái Hùng, chúng tôi thiết tha yêu cầu tất cả những quý vị đảng phái chính trị được cùng đồng hành với nhau, chúng tôi xin được cùng đồng hành để mong một ngày nào đó dẹp bỏ chế độ độc tài trên quê hương chúng ta. Đó là cục đá lớn nhất, cản trở lớn nhất để chúng ta có thể canh tân con người và canh tân đất nước. Việt Nam canh tân cách mạng đảng, đảng bộ Houston đã tổ chức thành công buổi văn nghệ hát cho đồng bào tôi. Cảm ơn đời, cảm ơn người. Đài Việt TV xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Xin chào tạm biệt.